Hello tất cả các anh nhá. Bây giờ em xin phép em ăn tiếp tục em ăn event ác cái bang. Đây là ác thứ tư của em. Bây giờ em ăn event ca vạn trước nha các anh nhá. Em ăn 1.000 cái cá vạn thì được 4 dương hiệp cốt, 76 thép tinh luyện, 32 lắc tống kim và một con xích thố. Bây giờ em tiếp tục em ăn Even Su. Xem Even Su sẽ mang lại cho em được những món đồ gì nha các anh nhá. Ô, chưa thấy lệnh bài nha, chưa thấy lệnh bài bot nha. Chỗ nào vừa ra lệnh bài bot đây? Chỗ này, chỗ này. Em cần lệnh bài bot, em cần lệnh bài bot để bem bot cho anh em xem. Em cần lệnh bài bot. Em cần lệnh bài bot. Em cần lệnh bài bot. 6 7 8 cái đi. Ui được 7 cái. Vẫn dẫn may à, được cục 300 triệu nữa. May quá, may quá. Con này ăn em ăn là được xem nó được cái gì đây. Huyền chân đơn không được một cái gì cày thế. Rồi được 8 mộc nhân, 7 lến, 20 sơ đề, 100 vạn bảo châu, 7 bót, một cục 300 triệu, một tinh hồng, không thủy tinh, một dương. Mấy đi ai đây? 2 4 6 8 9 tiết La Hán, 5 tiên thảo lộ, 2 tinh hồng, một cặp lến. Đây, đồ tất cả của em con cái bang em được như này. Nói chung là cũng khá hên, cho cái bang ăn như này là khá hên rồi nha các thầy nhá. Bye bye các thầy nha, hẹn các thầy vào clip tiếp theo nha. Bye bye các anh.